Nhiều thực khách đang ngồi ăn bún đậu mắm tôm phải ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người khác bức xúc đi ra ngoài khi phải thưởng thức bữa ăn kém với mùi vị khói xe. Đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông bịt kính mặt đi xe máy tới trước cửa quán bún đậu mắm tôm trên đường Trần Bình Trọng tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nẹt bô, xả khói mù mịt vào bên trong quán, khiến nhiều người phải đi ra ngoài. Theo chia sẻ từ chủ quán, đây không phải lần đầu quán bún đậu mắm tôm này bị khủng bố và chủ quán cũng cho biết đã có đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng. Thưa quý vị, liên quan vụ việc này, ngày 26 tháng 9 năm 2022, một lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột tại tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của người dân phản ánh về việc quán bún đậu mắm tôm trên đường Trần Bình Trọng tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk liên tục bị khủng bố, ảnh hưởng đến kinh doanh. Vị lãnh đạo này thông tin hiện công an thành phố Buôn Ma Thuột đang mời các bên làm việc để xác minh, làm rõ hành vi liên quan trong vụ việc để có hướng xử lý. Tối 24 tháng 9 năm 2022, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip ghi lại cảnh một người đàn ông bịt kính mặt đi xe máy đến trước quán bún đậu mắm tôm trên đường Trần Bình Trọng, rồi nẹt bô xe, xả khói vào bên trong quán, khiến hàng chục thực khách ho sặc sụa, phải bỏ bữa ăn để ra ngoài vì ngạt khói. Sau khi video clip này đăng tải, nhiều người đã vào bình luận, tỏ thái độ bức xúc và nghi ngờ đó là sự cạnh tranh không lành mạnh và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý. Chủ quán bún đậu mắm tôm cho biết đây không phải là lần đầu tiên quán bị khủng bố kiểu này. Người này lo lắng quán của mình bị người khác chơi xấu, cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh. Từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2022, quán bún đậu mắm tôm này đã hai lần bị đối tượng lạ tới nẹt bô xe, xả khói. Và mới đây nhất vào ngày 23 tháng 9, chủ quán còn bị người khác tát vào mặt. Quá bức xúc nên người này đã làm đơn gửi lên cơ quan công an nhờ can thiệp xử lý. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.